với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang ạ. Với bệnh nhân nam 28 tuổi, động kinh và dị dạng mạch máu não. Xin mời Bệnh viện tỉnh Hà Giang trình bày. Bệnh viện Hà Giang nghe được không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin mời thầy. Vâng, em phép chị bệnh nhân 28 địa chỉ ở Bắc Quang, Hà Giang, nghề nghiệp nông dân, vào viện 15 tháng 8 2020. Lý do vào viện là bệnh viện Bắc Quang chuyển đến với chẩn đoán là theo dõi u não, tiền sử bệnh nhân điều trị xoắn não tại bệnh viện nhiệt đới trung ương tháng 8 2019. Bệnh sử cách vào viện một tiếng thì bệnh nhân xuất hiện đau đầu chóng mặt, sau đấy thì xuất hiện cơn co giật toàn thân, cơn co giật kéo dài khoảng 10 phút. Sau co giật bệnh nhân lơ mơ, được người nhà đưa vào viện bệnh viện Bắc Quang chụp cắt lớp, theo dõi hình ảnh u não, chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng tỉnh, không co giật, không đau đầu, đau đầu vùng trán, đau nhức các cơ toàn thân, sông liệt, khám không có hiệu thần kinh khu trú. Các xét nghiệm của lâm sàng thì em đã gửi trên slide. Có cái xét nghiệm CTK tăng rất là cao, 27.000. Và bệnh nhân đã được chụp cắt lớp sọ não lần 1 vào ngày 15 tháng 8. Kết quả theo dõi cái nhồi máu não chưa loại trừ cái tổn thương cũ đang hóa dịch ở vùng đỉnh bên trái. Sau đấy thì bệnh nhân đã được chụp MSCT mạch máu não, kết quả theo dõi một cái ổ dị dạng vùng dị dạng mạch máu não vùng chẩm trái. Sơ bộ chẩn đoán là bệnh nhân này là có động kinh trên bệnh nhân dị dạng mạch máu não. Chúng em đã điều trị truyền dịch lợi tiểu và thuốc kháng động kinh. Hiện tại thì bệnh nhân ổn định, không co giật, không đau đầu, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Em muốn hỏi các thầy về các bệnh này như sao ạ? Thứ nhất là cái việc cái trên hình ảnh MSCT như thế thì có cái ổ, có cái dị dạng mạch não đấy thì có can thiệp gì thêm không ở nhân? Câu hỏi thứ hai là với một cái tình trạng CPK quá cao như thế thì cái nguy cơ suy thận là sẽ có, như vậy thì ở bệnh nhân này thì khi điều trị cái gì ạ? Và em xin hướng điều trị tiếp theo ở bệnh nhân này như thế nào? Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đệ. Xin mời thầy Lưu phân tích cái hình ảnh CT scanner của sọ não. Về cái ảnh những cắt lớp vi tính thì các bên các anh chị đã chụp MSCT mạch não, cái này là rất là tốt, nhưng mà các anh chị không chuyển ảnh hình ảnh MSCT mạch lên trên đây, thành ra tôi không xem được. Tôi đã nhắn lên group rồi nhưng mà bây giờ mở lại vẫn chưa có hình ảnh của chụp mạch ở đây ạ, cho nên chỉ có mỗi hình ảnh chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc thôi ạ, thì chúng ta cũng không đánh giá được có dị dạng mạch như thế nào ạ. Còn về mặt hình ảnh thì trước tiêm thuốc cản quang thì ở cái vùng đỉnh bên trái xuất hiện một cái ổ giảm tỷ trọng, và chủ chốt là giảm tỷ trọng chất trắng dưới vỏ não và có hiệu ứng khối nhẹ. Nhưng cái tổn thương này nó không phải tổn thương cũ à. Tổn thương này chắc là một tổn thương mới. Đấy, tuy nhiên mà với cái hình như thế này thì thường chúng ta chụp FSCT lên xem mạch, hay là thậm chí chụp cộng từ lên để xem cái tổn thương nhu mô não, thì chỉ dừng lại một cái như này chúng ta đưa đến cái kết luận là rất là khó, thực sự rất khó khó để chẩn đoán cái hình như này. Nhưng mà tôi nhắn mấy lần rồi mà cô cũng không thấy cái hình ảnh FSCT, tức là sau tiêm thuốc cản quang đưa lên ạ. Bệnh viện Hà Giang chúng ta gửi cái hình ảnh FSCT chưa ạ? Các thầy chuyển lên hệ thống chưa ạ? Chúng ta chụp MSCT hôm nào đấy ạ? Bệnh viện Hà Giang nghe đúng không ạ? Hiện tại chưa nghe được tín hiệu từ Hà Giang. Các thầy Hà Giang nghe đúng không ạ? Chúng em chụp ngày 28, ngày 25 tháng 8 ạ. Vâng, 25 tháng 8 thì chắc là trên hệ thống là chúng ta phải có rồi chứ. Bên kỹ thuật kiểm tra lại. Có. Cái này hình như là đẩy ảnh đang ấy, đẩy dở thì dừng lại.
tức là chỉ một nửa, một phần À, năm tức là thôi, cái dữ liệu nó lớn quá nó đúng không? và chắc là bị cắt quãng, mà nhắn từ sáng đến nhắn 2 lần rồi không thấy gửi tiếp ạ. Vâng, thôi chúng ta tạm bằng lòng với những cái gì đang có và xin mời ý kiến của thầy Hướng ạ. Xin chào các anh chị em đồng nghiệp ở Hà Giang. Thực tế đang nói ở trên phương diện thần kinh thì tôi nghĩ là cái chẩn đoán hiện vô cùng quan trọng để đưa ra một cái hướng điều trị cụ thể. Thực tế là cái động kinh này cũng là nguyên nhân xuất phát từ cái tổn thương, nhưng tuy nhiên để mà đưa ra cái hướng cụ thể về điều trị động kinh như thế thì tôi nghĩ là cũng có thể là hợp lý. Tuy nhiên cái liều điều trị hơi thấp, cái Depakote mà dùng người lớn mà dùng 400 mg trên ngày, hình như viên 200 mg để và axit valproic đấy, valproic acid ấy, thì dùng như thế liều hơi thấp. Tuy nhiên cái quan trọng nhất tôi cũng quan tâm đến như thầy Lưu thầy nói là cái ổ tổn thương là gì. Tôi đặt vấn đề giả sử, nhưng xin lỗi, tôi đặt vấn đề giả sử cái ổ này là ổ dị dạng AVM, mà như các bạn đo kích thước trong này là 2,8 dưới 2,8, có nghĩa là dưới 3 cm. Thì hiện nay chúng tôi trong trong quốc tế cũng như là ở Việt Nam bây giờ người ta đang sử dụng một cái bảng gọi là bảng Spiller-Martin. Đây là một cái bảng mà để mà phân loại trong có chỉ định hay không có chỉ định can thiệp đối với trường hợp dị dạng mạch, mà đặc biệt dị dạng mạch có triệu chứng. Thì cái bảng Spiller-Martin là chia làm 5 điểm dựa vào 3 cái đặc tính chủ yếu. Một là đặc tính về vị trí của cái ổ dị dạng này. À, những vị trí mà nằm ở vùng chức năng, ví dụ ở đây vùng chậm là vùng chức năng này là đã tính 1 điểm, còn các vị trí ngoài vùng chức năng thì người ta tính 0 điểm. Cái thứ hai là kích thước cái ổ AVM này, nếu kích thước mà dưới 3 cm thì người ta cho 1 điểm, từ 3 đến 6 cm thì 2 điểm, mà trên 6 cm là 3 điểm. Và cái yếu tố thứ ba là cái động mạch chụp cái tĩnh mạch và lưu về, nếu tĩnh mạch sâu thì là 1 điểm, và tĩnh mạch nông thì 0 điểm. Nếu cộng lại mà 4 điểm, 4 đến 5 điểm thì người ta không đồng chạm, nhưng mà kể cả thế giới người ta không đồng chạm, vì nếu như mà đồng chạm vào thì vô cùng nguy hiểm, và đặc biệt là có thể là cái tình trạng chảy máu hoặc và những biến chứng can thiệp. Còn nếu 3 điểm á, thì người ta cân nhắc, trong trường hợp này giả sử tôi cho mà 3 điểm thì cân nhắc, vì nếu 3 điểm cái động kinh này này mà không quản lý được thì lúc đó chúng ta cân nhắc để xử lý cái ô dị dạng này. Còn 1 với 2 điểm thì người ta khuyến cáo nên làm, thì nên làm có hai cách. Cách thứ nhất là người ta can thiệp mạch. Nếu can thiệp mạch mà không có triệu chứng thì sao cả mình can thiệp mạch, là tránh tránh trường hợp mà vỡ chảy máu thôi. Còn nếu trường hợp mà có động kinh hoặc có triệu chứng như trường hợp này thì ngoài sau khi can thiệp mạch rồi, cần có một bước nữa là phẫu thuật cắt bỏ nó để mà tránh cái trường hợp mà xử lý cái cơn động kinh. Thì đấy là những cái mà tôi nói với các bạn. Nếu giả sử trường hợp này là cái AVM thì kích thước nhỏ như thế này, tôi nếu tôi chấm giả sử cái đây cái AVM thì tôi chấm, mà tôi không biết là tĩnh mạch dẫn lưu về là tĩnh mạch nông hay tĩnh mạch sâu, cái này thì phải có hình ảnh, nhưng mà trên hình ảnh như thế này thì là 2 điểm. Mà nếu giả sử tĩnh mạch sâu dẫn về là 1 điểm, là thành 3 điểm. Mà 3 điểm thì có khả năng, trong trường hợp động kinh có khả năng chúng ta phải can thiệp, mà can thiệp phải 2 thì đấy. Một là can thiệp mạch máu, hai là phải phẫu thuật cắt bỏ cái ổ dị dạng này. Vâng, như vậy cái khó khăn chúng ta hiện tại là chúng ta không có hình ảnh về mạch máu đúng không? Thì cái truyền tải hình ảnh lên nó cái khó. Nhưng tuy nhiên còn một cái bệnh nhân này có tiền sử điều trị sán não tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trước đó. Vâng, thầy Hướng có lưu ý gì không ạ? Về vấn đề cái tiền sử sán não thì tôi không biết là đang điều trị bệnh viện thanh kia ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhưng hiện tại tôi nhìn trên phim thì không có một cái tổn thương nào, di chứng về sán nào, đặc biệt là cả cái nốt vôi hóa. Thì không biết anh Lưu anh thấy cả cái nốt vôi hóa không, tôi nhìn thì tôi không thấy cả có cái nốt vôi hóa nào đó. Thì thường là để lại những di chứng cả cái nốt vôi hóa, cho nên nhưng mà tuy nhiên là nếu như một sán nào mà bây giờ bắt đầu mới xuất hiện động kinh thì cũng có thể, nhưng mà đầu tiên mình phải nghĩ đến cái tổn thương mà ổ tổn thương mà nằm ở vùng vùng đấy gây ra động kinh trước. Thì cái này chúng tôi theo tôi á, để mà đưa đến một cái chẩn đoán xác định, các anh chị nên chụp cái cắt lớp MRCT để xem hình ảnh này có phải ổ dị dạng không, hay là chỉ một cái ổ cũ, tổn thương cũ do cái sán não cũ. Thì cái này cũng nên là cái chẩn đoán hình ảnh vô cùng quan trọng để đưa đến một cái xử lý cuối cùng. Vâng, MRCT là chúng ta chụp rồi nhưng hiện tại thì chưa lên hình ở đây được thôi. Thầy Vũ phẫu thuật thần kinh, thầy có ý kiến gì không ạ? Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy cô và các đồng nghiệp và các đầu cầu. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Hướng ạ. Tại vì trước khi mà muốn điều trị thì chúng ta phải có cái chẩn đoán cho nó chính xác. Với cái tổn thương này thì tôi cũng không nghĩ đến là sán, và thứ hai là điều trị sán cũng đã 1 năm nay rồi.
Còn với cái tổn thương trên trên CT như này và có động kinh thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải phải có cái phương án điều trị, thậm chí là nếu như mà điều trị nội khoa động kinh không có kết quả thì vẫn phải phẫu thuật để lấy cái khối này, dù nó là khối dị dạng, khối u hay là cái khối gì cả. Tuy nhiên để chẩn đoán thì ngoài cái MSCT chúng ta đã chụp thì tôi nghĩ là nếu mà được thì chúng ta nên chụp một cái cộng hưởng từ có tiêm thuốc thì cái chẩn đoán của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Vì kể cả những cái LM như này chúng ta không loại trừ được là u, vì khi mà ban đầu bệnh nhân vào viện thì cũng nghĩ đến u não. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là chúng ta nên làm chẩn đoán cho nó kỹ đã trước khi chúng ta nghĩ đến điều trị cái gì ạ. Xin hết. Vâng. Thế còn vấn đề tăng CPK quá cao của bệnh nhân này chắc là do co giật, đúng không ạ? Và cô Lý có ý kiến gì về không? Về vấn đề này không ạ? Thì em không nghĩ là có vấn đề gì ạ. Vâng. Thầy Mạnh chuyên gia tiết niệu, thầy có ý kiến gì về cái tăng một cái CPK lên đến gần 28.000 trong ngày 18 nhưng sau đó nó giảm đến ngày 24 chỉ còn 1.600 thôi. Vâng. Sau khi bệnh nhân co giật tăng lên. Vâng. Vâng. Xin mời ý kiến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang ạ. Các thầy cô đã chuyển được cái hình ảnh MSCT mạch lên chưa ạ? Vâng, Bệnh viện Hà Giang nghe được không ạ? Bệnh viện Hà Giang nghe được không ạ? Bên kỹ thuật và các thầy cô điều khiển lại cái nút bấm micro đấy ạ. Dạ vâng, thưa thầy, là chúng em đã chuyển lại cái file MSCT rồi ạ. Vâng, nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được và chúng ta sẽ quay lại sau vậy. Vâng, các thầy cô còn có câu hỏi gì về bệnh nhân này không ạ? Dạ vâng, thế em chân thành cảm ơn các thầy ạ. Vâng, chúng ta sẽ quay lại nữa cuối buổi nếu mà có hình ảnh về MSCT chưa nhận về được, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo xin được